Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Teddy. Thưa quý vị, giai đoạn cuối năm chính là thời điểm mà thị trường thiết bị vệ sinh đang rất nhộn nhịp. Đây cũng là thời điểm mà các công trình về nhà ở đang gấp rút hoàn thiện. Vì vậy, các hãng thiết bị vệ sinh và nhà bếp sẽ cho ra thị trường rất nhiều những sản phẩm mới, độc lạ nhằm bắt được thị hiếu của khách hàng. Và Teddy cũng không phải ngoại lệ. Hôm nay thì tôi sẽ review chi tiết về một sản phẩm thiết bị nhà bếp đang rất hot trên thị trường và không làm mất nhiều thời gian của quý vị nữa. Ngay bây giờ hãy cùng tôi đi vào review và đánh giá chi tiết sản phẩm này nhé. Trước mắt quý vị đây thì đang là sản phẩm vòi rửa bát đến từ thương hiệu Teddy, có mã hiệu là VC1001. Sản phẩm này thì có chất liệu chính là đồng thau, đạt tỷ lệ đồng tiêu chuẩn chiếm đến hơn 60%. Bề mặt của sản phẩm thì sẽ được mạ một lớp mạ tĩnh điện chân không cao cấp. Lớp mạ tĩnh điện chân không này thì sẽ giúp cho sản phẩm có tính chống xước cao và chống bám cặn khoáng. Trong quá trình sử dụng sản phẩm mà quý khách không may bị va đập những cái vật thể lên bề mặt của sản phẩm thì sẽ không để lại những cái vết xước răm, cũng như là nguồn nước khi mà chúng ta sử dụng ấy, nguồn nước có chứa nhiều những cái cặn khoáng thì sẽ không bị bám lại ở trên cái bề mặt của sản phẩm, giữ được cái tính thẩm mỹ dài lâu. Tiếp theo, đi sâu vào hơn về phần tính năng sử dụng thì tính năng thứ nhất, tôi nghĩ đây là tính năng thiết yếu nhất mà sản phẩm vòi rửa bát nào cũng phải có, là xoay 360 độ. Đó, dễ dàng cho chúng ta rửa ráy những cái vị trí mà chúng ta muốn hướng tới. Tiếp theo là về phần tính năng dây rút. Tính năng dây rút của sản phẩm thì có thể là điều chỉnh được cái độ dài ngắn. Đó, dễ dàng cho chúng ta hướng tới những cái vị trí mà chúng ta muốn rửa. Đó. Và chúng ta có thể là điều chỉnh được cái mức độ dài của nó dựa vào cái cục tạ đối trọng ở ngay bên dưới. Rất dễ dàng sử dụng mà ngay cả trẻ em cũng có thể tự lắp đặt. Đó. Và tiếp theo về phần tính năng xả của sản phẩm thì sản phẩm VC1001 này sẽ có hai tính năng xả chính. Một là xả mưa, hai là xả tập trung. Đây, tôi sẽ trực quan cho quý vị thấy. Đây là chế độ xả tập trung. Sẽ rất phù hợp khi mà chúng ta muốn rửa tay chẳng hạn. Đó, hoặc là tráng bát. Đầu vòi được thiết kế là lưới lọc tạo mọt, vì vậy cho ra dòng chảy rất là êm ái, chống bắn tóe. Tiếp theo là về chế độ xả mưa. Đó, xả mưa thì sẽ có cái lực nước nó mạnh hơn nhé. Sẽ phù hợp hơn khi mà chúng ta muốn rửa ráy những cái đồ vật, ví dụ như là chúng ta muốn rửa hoa quả này, rau củ này, hoặc là rửa những cái thớt hoặc là bát đĩa. Đó, thì lực nước nó sẽ mạnh hơn. Đó. Và có một cái khuyến cáo nho nhỏ tôi muốn khuyến cáo, đó là với những cái sản phẩm vòi rửa bát hay là vòi lavabo hay là sen cây thì chúng ta vẫn nên là lắp đặt những cái tăng áp để cho có cái lực nước nó mạnh hơn. Còn tất cả những cái dòng sản phẩm mà vòi xả này thì cái lực nước nó mạnh ở đâu thì nó cũng chỉ mang tính tương đối thôi. Đó. Tiếp theo về phần cần gạt của sản phẩm thì sản phẩm VC1001 này có cần gạt trơn tru và êm ái, đã được Teddy kiểm định đóng mở liên tục 5.000 lần. Đó. Và không hề xảy ra hiện tượng nứt hỏng nhé, thưa quý vị. Và tôi có một lưu ý nhỏ chưa được đúng không? Và quý khách hàng lưu ý, để phân biệt giữa một sản phẩm chính hãng và một sản phẩm hàng giả hàng nhái đang trôi nổi trên thị trường thì Teddy cũng đã cho khắc nổi logo lên phần bề mặt của cần vòi. Đó. Và đi kèm với đó là tem chống hàng giả hàng nhái và phiếu bảo hành. Phiếu bảo hành này thì sẽ có giá trị là 3 năm bảo hành mọi lỗi lầm của nhà sản xuất, để quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm. Giả hàng nhái đang trôi nổi trên thị trường thì Teddy đã có khắc nổi logo lên bề mặt của phần cần vòi để chúng ta phân biệt được một sản phẩm chính hãng. Đó. Và sản phẩm sẽ được đi kèm theo là một phiếu bảo hành có trị giá 3 năm, có giá trị 3 năm. Đó. Bảo hành mọi vấn đề lỗi hỏng của nhà sản xuất. Và để tham khảo thêm nhiều các sản phẩm vòi rửa bát và thiết bị nhà bếp khác, quý vị hãy trực tiếp truy cập vào website www.teddy.com.vn. Hiện tại thì Teddy đang tuyển thêm cộng tác viên online và đại lý kinh doanh thiết bị vệ sinh và nhà bếp trên toàn quốc. Quý khách hàng hãy trực tiếp liên hệ theo số điện thoại 1900 099 955. Thời lượng video đến đây thì cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Long, chuyên viên kinh doanh của Teddy.